Thúy Quỳnh xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 14, 15 và 16 tháng 9 năm 2019. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, một giải hội tụ nhiệt đới được hình thành có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Vì thế, từ nay cho tới ngày 16 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trên 24 giờ, có nơi trên 120mm trên 24 giờ với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận. Mưa to sẽ kéo theo khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên thượng lưu từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m ở các sông thuộc khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, bà con cũng cần hết sức đề phòng lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh thành này. Về nhiệt độ, 3 ngày tới ở Nam Bộ, ngày và đêm dao động ở mức nhiệt từ 23-31 độ. Còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20-29 độ. Khu vực Bắc Bộ những ngày tới thời tiết khá ổn định, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ giữa đêm và ngày trong 3 ngày tới ở đây cũng có sự phân hóa, khoảng từ 23-34 độ trên toàn miền, có nơi trên 34 độ. Thủ đô Hà Nội tiết trời nắng ráo, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều với nhiệt độ từ 26-34 độ. Trung Bộ 3 ngày tiếp theo, mưa vẫn xuất hiện trên toàn miền. Tuy nhiên, từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi và một vài thời điểm chiều tối. Ngày nắng với mức nhiệt phân hóa từ 23-34 độ. Trong khi đó, Đà Nẵng đến Bình Thuận có lượng mưa lớn hơn, đặc biệt là ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới phân tích ở đầu bản tin. Nhiệt độ 3 ngày tiếp theo ở khu vực này trong khoảng từ 23-32 độ. Chuyển sang thời tiết biển. 3 ngày tới, huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển êm sóng nhẹ, rất thuận lợi cho tàu thuyền qua lại. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển thuộc khu vực huyện Côn Đảo, ngày mai mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, biển động, khả năng xảy ra lốc xoáy gây cản trở cho các hoạt động tàu thuyền qua lại đây. Huyện đảo Phú Quốc vẫn xuất hiện mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm, chỉ còn từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin dự báo thời tiết cuối tuần của chúng tôi xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!